Nghệ sĩ ưu tú Nông Văn Khang triển bài phong thư khoái ngoạc tàng mỡ, đẩy ngọc đô tạt cằm. Khi cầm tè khuyên bóng thân căn, su nghìn thêm tha hân thật tha, lai đảm phi bái trả tử nưa, sam hạ vần tò mưa bấu khói, mu nửa khả bấu nổi ám không, nghi ngút bâm tập bâm tén hử. Lượt này thì xong tắc mơ lượt đài, chùa lượn chắn tha lại ở sen cổ. Trong kèn nào cũng cố động nằn, phường táo tàm và căn choác choác, sửa lại cuộn phan doạc sướng hanh, ý á tàm vàng lình sam bài, thái tò tè cha cái xếp mơ và tặng tàu sơ âu mà chèn chịu. Phúc lộc khi bâu xiêu tức ngờ đo, bao lục lan bâu lo mưa nà, tỏ lờ bấu khẩu lá sắc thình, ký kéo mình chàng kinh ám bác, coi tính cầm đáng bác chỉ tàng, tầng óc bươn phi thang chè lũ, giảm bớt phê bâu hở phía lại, dùng nói cha chèn trai ở nửa lâu. Khoái ngoạc mà tàng mơ chẳng tình, tàng khoang khuấy phây thêm mở đưa cái, tò nhắc căn còi hải sinh tình, nếp sống mới văn hờ minh cõi chương. Hoàng úy triền bài lượn nàng ới, lèo đảng khẩn tàng xuân, cảm của Triệu Sinh. Đại hội ta luôn hằng mọi cần lấy nàng nó, lấy nàng lấy nó, tình đại tổng bao mốc ơi say bóng bắc can xì nhìn
trai nào niết ly hết công lời nàng à quan san phẩm dũng ban dũng cấn lời nàng à nó lời nàng à lời nó na lấy khẩu bắp khấn ơi bên kheo mò vai tu Hoàng Văn Giáp trình bày phong thư Chứ Công Ơn Bạc Hồ, sưu tầm Hà Văn Quý.
bên bên vành chim cầu mùa thu tình căm lòng ba cao trưng sân khăm chúng nam bắc tinh làng cờ cánh mạng lung ngà đen khi cóc đấu tranh âu độc lập tự do Việt Nam tên ba cả hô lùng chói cách mạng đầy thắng lợi vinh quang khai sinh nước Việt Nam vươn cầu tiếng bang hồ quay sở thiên nơ tha tời nô lệ dân à la đà thuôn khắp toàn dân mong ước trang ở rim mong ba khổ chi à minh sống mãi văn tuyên ngôn bác cuối đuổi dân bằng cả béo mùa xuân tòn mát lục lan trừ cắm bác khi ở đua đẹp sắc thế toàn là dân đại thắng công ơn bác cái bằng khâu ở phía Việt Nam dân nước cờ la hạnh phúc thi đua cùng góp sức lập công áo thành tích hiên hạ dân khinh bác. Hoàng úy trường lèo điệu lườn nàng ấy bài Lèo đảng khẩn tàng xuân triệu sinh tật cầm. Lều đang khấn ơi
bàn sản phẩm dũng bàn dũng cần lời nàng à nói lời vài tua lắng bèo mần đây lời nàng à nó lời nàng à lời nó nào niết lều đang khấn nơi tàng xuân nung lửa mơ hấp bù đòn đói nàng à nó lời nàng à lời nó khăm na tôm béo miếng ơi thì phong nào niết lèo đang khấn tàng xuân lời nàng à nó lời nàng à lời nó cơ quan và lươn máy ơi cần cần dung bệt giờ kim ngắn nim công việc lời nàng à nó lời nàng à lời nó hành mây nằn công phá tâm thân nào niết lều trường văn xuân lời nàng à nó lời nàng à lời ơ bao giới sao quài cần lẽ lượp lượp khấn tang vây trực nước ơi nàng à nó lời nàng à lời nó bao hâu lật kín cướp ơi khâu bằng cam lèo đang khấn tàng xuân lời nàng à nó cái này mà vẫn trực trình bày một lần đảng bạc bằng bóc tòa bóc hôm cầm của Đặng Khoản Vượng. Đảng bạc tài tang hở tăng lệ dân ý như băng lập xuân ma và đảng bạc bằng béo tòa béo không lịch sử nước lượn tới chữ làng à cờ hà cọc đen trói trí ơi lệ phuông bị ép xiên cầu bạc xám xịt vằn so xám bươn nhị lịch dương vằn thanh lấp đảng lâu lúng trói làng à
bườn pẹt bị si há mùa lè thu văn xíp câu nước lâu khơi nghĩa cách mạng lâu văn tí bên công bằng xuân ma biểu không hóm tòa làng à bườn câu bị si há chứng lè minh văn xó nhi khải sinh nước Việt đảng bạc hồ long liệt tăng dân bạc hồ to quyền ngôn độc lập làng à biệt mùa thu phong khóp ba lê đinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trần điện biên hình cải tâm vân đảng bác và tặng dân của thước làng à từ hình tây cướp nước nia lệ tan quân mỹ ma tiệp phán cham chiếm tặng nước teo tức tẹp quê chim bị chết ha tức hình thức mỹ làng à tặng đi nước mọi tí dung lệ giang tức tôm bon mỹ phán chín cướp bạc nam đầy khua khước sung sang ơn đáng bạc tài tàng chứ mãi là ngà. Biên đồng đang tính chương trình sướng hát khi lượn tiền tài nùng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xe tâu hủy chương trình vấn này, Dương Thị Cao trình bài lượn còi, Pem ơn đảng, vi cao trưởng, tờ cầm. Oh, me.
Đặng Thị Tị tật cầm vợ triển bài phong sư, Bạc Hồ rú ngườm pha bác bó. Sam phạ phạ rũ rung, sam đinh bấu chắc phuối, sam khuổi khuổi lây mưa bé, sam mé mé trắng cả, bền ngườm bác bó, bền khuổi lên min, bền phía gác mát. Vằn so bền bươn nhí, bác ơi mà kín nòn du ngườm phía bác bó. Cam bút mà chỉ lối dân ơi, kim đồng cắm bỏ phây bây con, việc rinh tàng kẻ ơn mỏi cần, bác hồ phuối đuổi dân bên ấy. Chứ thương cảnh mất nước xiết xa, cần vằn tốc nằm tha rầy rầy, bọn lính căm cái mại tục cần, sống kín đuổi cần dân khó khát. Từ vằn mì đáng bán ngó cơi mà mày mát đầy phong à hoa đau ôn, mần mảnh kéo mà cướm mà tòm, nòng anh đầy đùa non nhớ bác. Bác hồ nhắn thăng ca mỏi cần, bác hồ phuối đuổi dân tên ấy. Kín mang hay chứ mấy chứ còn, nhân dân chứ ba cả hồ mãi mãi. Thu lành trình bài phong sư Mì Đảng Mì Mùa Xuân Hạnh Phúc, Đinh Xuân Hưởng tật cầm. Xin đinh nước chào mi